nhà rồng tan đợt đầu ít chẳng để trồng gì trồng phong như xóa lăng xóa tổ nó giờ nó tỉ cậu xà lưu dị linh tu xong ăn xe lăng cậu y nó chỉ nó là của cho nên là mùa bé một sai nó ít khó xả sự chỉ chùa rồng xia dễ khó xả sự tu xia nhớ trồng trả bé giờ cứ tìm mua xong trả lúa rò phủ ba màn là cho lúa rò kén sạn nhớ trò hồ ở mường long sàn sàn xây sùng bùn hồ nó nữa chị nhớ cho linh tử khó sợ sườn để nó chị ta kia nó cố tao nói thì à nhớ cho linh nam mò ở nó thì có tròn tờ thọ tròn tu chị nó bây tôi chính giờ mới xong rồi tôi mới tu hoặc tu rộng nó nhiều tôi giờ mua thật trả linh đã khó năng cầu trí xong năng cầu trâu xong đó lại thế thì nếu cũng mua cái như xem đó chẳng đâu dạ cho nên luôn năng là một trâu kể cứ nó cứ hầu trên nó cứ tao mua ít ra họ là một tuần nữa là giờ là một giờ nữa giờ xì à nó chết ta xì nó nó cứ giờ tiệt giờ tiệt chỉ tiệt giờ tua chỉ tua chỉ những cái họ nhiều xe cần cầu thì nó chỉ giờ tua một sai thì giờ cho nên là một sai ấy là biết chỉ chọn một sai ok hay tiệt thắng mạng rồi nó mà cứ chỉ mua đã chín tàu thì à tại xì mà chủ yếu hai tiền cái ô mì gì tu họ tàu xí thả xí hải ở bên lò lù nó tụ tu là mua lù ở cho sạch tăng lò cho sạch tăng đỡ cho là một xì à yếu mất chỗ thì mua đi trả nó đó chỉ tụ chỉ chọn một hai nhiêu lò hai tiền có sáu mươi tiền lên tàu tôi chỉ mua đi em mua đi cho nhiều sạch tăng đỡ thiết tàu xa tăng sửa có sáu mươi tiền sáu mươi lên tàu nó chỉ tôi mình nhận tới chơi chỉ chơi chơi hạt tiền á chỉ là chỉ nữa chỉ là chỉ nữa sư nó chơi chơi chỉ chơi tôi mình nhận tới chơi tập lần đầu giống chơi nó chơi một hai trâu nữa ít tụ bỏ vậy à tụ bỏ là mà hùa bám bì nó nhớ chỉ đây chỉ riêng tự tụ giống lấy ít sát chế thế chơi nữa tàu là cái kế sát thì chơi nữa một hai tiền bỏ của giờ tua ấy nên nhớ là chơi nên lúc của tôi mới tu nó mà mất thảo cho các căn tu rộng thì nó chơi nó tứ mỗi sau ba ngày lo chơi cái ít nhất gì tứ mỗi tu mình nhọt tu mà thật trả lên tất cả bé xong tàu là bao xong là ok là na chơi cái tứ mỗi tu mình nhọt ok chơi cái cô tàu xin tàu xí cho chơi tu nhẹ cô tàu mù khía mù lợi chơi chọn cái gì tu chơi chơi cho nên tu nên tu mình nhọt chứ chơi nên quý anh cho nên đặt gì nhất đầu vào chơi tại vì mà ý khó ở nhà chỉ cho rộng nó là nên cô mừng nó cứ dâng muôn chỉ cho những giáo chùa thì á, từ xin nó ấy tôi năng xé ra rong cho cho xé cứ nó cứ hầu mù tuần chế là hai rong hai chùa là mù vừa nhìn nó vừa hầu lâu dù nó tôi mình nhọ lâu tê thì á, chỉ là gì thế nên cái mà những tàu xí khát nhang là những xí hành tàu rộng họ và nó chỉ hay cho cho họ chỉ bốn họ những họ chùa tàu chỉ có những tàu mua nó lù chỉ cho xí họ sáng là quân tàu rủ thế tại vì mà tụ chỉ những lăng chỉ những ấy xí chỉ hay cho mình nhọn nó là tàu in tù nó lại chỉ những cái liệp bỏ chờ chỉ những họ là cho cho nông tàu nó thì có tròn tàu chỉ thế thì làm hay những lo nên là chỉ là chỉ họ tụ mình nhọn xí chỉ tụ mình nhọn chỉ là mô lý bà ta của hành tàu chỉ ngang ngay nửa trái họ kê chỉ nửa sợ mông hồ lên tàu cho nửa tụ bò ta chỉ nửa sợ mông hồ sáng đầu rong hồ cho nửa tụ tì lâu chỉ nửa sợ mông hồ cho nửa tụ tì lâu hay thì nhỏ nó chỉ có ba lú nửa tụ nhỏ thế ôi chỉ cứ tì em nửa một to lợn nó chỉ lỡ cô nhỏ nhiều plon long li lỡ cô xả thì rong lên trên nên chỉ rong em bò tàu em nửa phăng hay thì nửa một to nó chỉ nhà chủ nhà là hai lên tàu thiết sư nó chỉ nó nữ lỡ cô chỉ quan chế thế chị thâu lỡ khó nữ hành thế chị trở lòng lo sứ chị chỉ li nọ lú số phận trở tê tê sứ chị tập lỡ tôi một xuôi chị nữ tôi mua trái phật tuần nữa nữa tại vì nữ chị tôi chị nữ qua trung tiền rồi này khó này bỏ được nó nữa chị nào tôi sao chuẩn được lú chế lại tôi sao chuẩn được lú chế lại chị cho nên là sai plea nữa nếu anh trung địa linh nào sư nếu mà trả phò tôi kiến đặt nếu sáng giờ mà tới rồi nếu sáng thì tôi kia có chấp lời còn nếu tôi kia nó tới xí mà trả nếu phò giờ phò kế cho nên tại chỉ mà cho được bao học tặng chỉ số ở non thì tới nhà học sư là chính chế nếu mà cho thì nếu sẽ cố cho lại chỉ chỉ cho cho sáng sớm lại chỉ cho chỉ tỷ chỉ nếu cố chỉ tua nếu cố chỉ tua chỉ nếu anh trung địa linh nào sư nữa chỉ cho tôi một chút bị chỉ không mỏ lò nó yêu hải tiền gì ở tay nhân tàu thiếc kho tàu rồng lò lò ấy tôi năng trội ấy tôi năng
bữa là quả là gì một sĩ năng thế giới nữa chị nhà hàng gia tiệt cho gì năng là nhân chị ra bạn phải chơi chị chơi lên quả xíu mới cho là cho nên nó lại xưa nữa cho là cho nên nó lại xưa cho nên là một sai xe họ giờ tấm mạng đi trả rồi đi trả nó cho nên trong gì trong phong như sẽ đời rồi lúc cơn gầu đi theo cái bị tê tê trống tê tê mụ tê tê mụ tê tê mụ tê tê mụ tê tê cho chơi có lái tiếp thì mà nếu mà cái lấy tiền lúc lấy tiền trong tiền cũng sống phun nữa. Lúc lấy trong hàng nữa. Chưa, tụi nó mà เดี๋ยวไปเอาคนไลน์เนี่ยไปซะแล้วแล้วก็อยู่ทุกจิกาเลยแล้วพุ่งมาชิโซแล้วก็เดี๋ยวกินจนรอซื้อจิจอมมาเนี่ยเนาะแกจะไปชิโซแล้วก็ไปเจอเสยเดี๋ยวจะไปพักตาเดี๋ยวอุลิจาที่เทียนมาเนี่ยยังไม่ฉีดแช่เหมือนกันนะเนี่ย mọi cái máy bóng đá thì chỉ dùng cho tút thôi xí mà chỉ dùng cho tút thôi xí mà chỉ bóng tút thôi đi.
nó cho nên là sáng lên nó là xin nó em có hút thân đầu đầu bé ít trọng mình mong sợ đầu ấy thó có tên mình tôi mình nhậu chỉ so xả lên nó thế sau ô lên đòn gì lại nó sau mà youtube khăn tua chỉ sợ lên nó nữa sợ hút chắp là lên nó lưng thứ bỏ nó là hoàn lưng thứ bỏ nó là hoàn toàn hút thế nó ấy bé tên mình nhậu mong sợ đầu chỉ hai tuổi lo tuổi lâu tuổi lùa tuổi mê tên mình tôi mình xài là có sợ đầu chỉ sợ ô tê thuốc có bị phê rồi lên nó nữa sau đây tôi có về phía trong lì nọ mà đã chỉ là ở trong xa ở trong cái khay chỉ sau ở lì nọ chỉ thâu du hành chỉ tua chỉ trong lì nọ chỉ ở du thế lì nọ chỉ dọn nhẹ ở tu khang hàng nơi lúc nào cô chùa cho nên là một sáng sáng lì nọ là thiết sứ ở xin chỉ đùa cho lì giàu nơi chỉ bỏ cá thì ở trà chè chia lì nọ xe nửa họ ta lì trà cho lì trà nếu họ vừa chia là nếu họ vừa tua nó thiết sửa họ thiết xi măng chia nó chỉ những vừa chỉ tàu bị chân hố lên là nó người những sáng cần cầu lên là thiết sửa chủ yếu cho xe chân chỉ tàu tua sửa chia lên chân nó là họ mà đi mua thiết thay cho nên sai đồ nó trong phong như sửa đầu em với họ kể bảo kể chẳng pha trâu sửa đầu nó chỉ sau một thâu sửa kỹ năng gì là họ bé trong phong sửa đầu.